Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Thỉnh Đức Chứng Minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Bảo. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ, an lạc và hoan hỷ đến tất cả quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão, nhằm vào ngày 29 tháng 8 năm 2023. Chúng ta đang có mặt tại đạo tràng Chùa Pháp Bảo. Hôm nay đạo tràng của chúng ta có được khỏe, có được an lạc không ạ? Thầy trò huynh đệ của chúng ta vừa xong khóa lễ sám hối 6 căn. Và như thường lệ là sau thời sám hối 6 căn thì chúng ta sẽ có một thời thuyết giảng. Tại vì nghe kinh là một chuyện, nhưng mà chúng ta để đủ hiểu biết và trí tuệ đó, thì thầy trò chúng ta phải còn có những thời giảng pháp để chia sẻ với nhau nữa. Trong quá trình chia sẻ xong mà chúng ta vẫn chưa hiểu đó, thì chúng ta cũng có quyền được hỏi lại để chúng ta ôn lại lời của Đức Phật dạy. Hơn bao giờ hết trong thời đại ngày nay, khi có quá nhiều những biến cố, khi có quá nhiều những phiền não trong cuộc sống, thì đạo Phật, giáo lý của Đức Phật là nơi trở về an nhiên nhất. Trong đó chúng ta có thể ứng dụng lời Đức Phật dạy trong lời nói, trong việc làm, trong hành động và cả trong ý nghĩ của mình nữa. Và nếu lời nói, việc làm, hành động và ý nghĩ của chúng ta thấm nhuần đạo pháp thì chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta trong hiện tại cũng như trong tương lai. Và sự an lạc tốt đẹp đó không chỉ dành riêng cho bản thân của chúng ta mà còn đem lại lợi lạc an vui cho rất nhiều người trong muôn vạn loài chúng sinh. Nên tối hôm nay nhân buổi lễ sám hối 6 căn ở đạo tràng Chùa Pháp Bảo, Khải Thành xin phép được gửi đến tất cả quý Phật tử một đề tài pháp thoại, đó là nỗi khổ của tại gia và xuất gia. Kính mời đại chúng cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tính ra đây là bài kinh Trung A Hàm. Dạ, bài kinh Trung A Hàm, cụ thể là Phẩm Phạm Chí Kinh Hà Khổ, số 148. Trong bài kinh này thì gồm có hai đoạn. Có một đoạn nói đến nỗi khổ của người tại gia và xuất gia, và đoạn tiếp theo là nói đến hạnh phúc của người tại gia và xuất gia. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, chúng ta sẽ nghe cái phần đầu trước, tức là chúng ta sẽ hiểu về người tại gia thì có những nỗi khổ gì và người xuất gia lại cũng có những nỗi khổ ra sao. Sau khi biết về nỗi khổ rồi thì ngày mai là ngày 10 mấy nhỉ? Đúng rồi, ngày 15 tháng 7 thì thầy trò chúng ta sẽ đến với cái vị ngọt của cuộc đời, đúng không? Chúng ta sẽ đến với phần đó là hạnh phúc của người tại gia và xuất gia. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn kinh như sau. Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ trong rừng thắng vườn cấp cô độc. Bấy giờ Phạm Chí Sanh Văn sau giữa trưa thông dong tản bộ đến chỗ Đức Phật, chào hỏi xong ngồi xuống một bên bạch Phật rằng: Này Cù Đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới dám trình bày. Thế Tôn nói: Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi. Phạm Chí Sanh Văn bèn hỏi: Cù Đàm, người tại gia có những sự khổ nào? Người xuất gia có những sự khổ nào? Đức Thế Tôn trả lời rằng: Người tại gia vì không được tự do mà khổ, người xuất gia vì tự do mà khổ. Phạm Chí Sanh Văn lại hỏi: Cù Đàm, tại sao người tại gia vì không được tự do mà khổ, và tại sao người xuất gia vì tự do mà khổ? Thế Tôn đáp: Nếu người tại gia mà tiền tài không tăng trưởng, kim ngân, trân châu, lưu ly, thủy tinh, thải đều không tăng trưởng, xúc mục, lúa, gạo cùng nô tỳ sai dịch cũng không tăng trưởng, lúc bấy giờ người tại gia ưu sầu khổ não. Do sự kiện này mà người tại gia có nhiều ưu tư khổ nhọc, trong lòng mang nhiều sầu bi. Này Phạm Chí, nếu người xuất gia tu học đạo mà sống theo dục vọng, theo sân nhuế, ngu si, lúc bấy giờ xuất gia học đạo có nhiều ưu sầu khổ não. Do sự kiện này mà có người xuất gia có nhiều ưu tư khổ nhọc, trong lòng chất chứa nhiều sầu bi. Này Phạm Chí,
Như vậy, người tại gia vì không được tự do mà khổ, và người xuất gia học đạo vì tự do mà khổ. Kinh Trung A Hàm Phẩm Phạm Trí Kinh Hà Khổ số 148. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật to, thật lớn để cùng phân tích. Chúng ta nghe câu hỏi, sau đó chúng ta thấy Đức Phật trả lời. Mà nếu Đức Phật chưa giải thích thì chúng ta hơi hoang mang, đúng không? Người tại gia tức là người đời đó khổ do không được tự do. Còn người xuất gia là do tự do mới bị khổ. Cũng may là ông này ông cũng hỏi vì sao như vậy, Đức Phật tiếp tục trả lời. Chứ nếu mà Đức Phật không trả lời thì chắc chắn thầy trò chúng ta sẽ không có đáp án đâu. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Khổ đau nói chung là một thực trạng của hết thảy chúng sinh. Điều này thì ngay trong cái bản tuyên ngôn của Đạo Phật, tức là bài kinh Chuyển Pháp Luân, trong cái phần Tứ Diệu Đế, bốn chân lý của cuộc đời gồm có khổ, tập, diệt và đạo. Thì ngay cái phần khổ đế thì đã cho chúng ta biết sự thật về khổ, về Đức Kha rồi. Có ba loại khổ: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Và nếu chúng ta có thể chia ra làm tám loại khổ: sinh, lão, bệnh, tử, oán, tăng, hội, cầu, bất đắc, ái, biệt, ly và ngũ ấm, xí, thành khổ. Nên khi chúng ta nói đến nỗi khổ niềm đau thì xin thưa, nỗi khổ nói chung là một thực trạng của hết thảy tất cả chúng sinh. Người đời á, khổ thì đã đành. Nhưng nếu một người xuất gia mà tu học, mà vụng tu cũng chịu đau khổ. Người không biết đạo khổ đã đành, mà chúng ta biết đạo, đến với chùa tu tập, mà nếu tu không tinh tấn, tu không chuẩn mực, mà vụng tu không khéo tu thì chúng ta vẫn khổ như thường. Nên có nhiều người nói: dạ thưa thầy, tại sao con đi chùa rất là nhiều năm mà con vẫn khổ? Tại vì đi chùa chứ không phải đi tu. Đi chùa nghĩa là sao? À, tới thắp cây nhang, cúng nải chuối, rồi cầu, rồi khấn, rồi vái. Rồi một năm đi chùa được mấy lần? Được có vài lần thôi. Một tháng nhiều lúc đi chùa có lần à. Nghe nói sám hối thì đi. Tại sao? Sợ tội. Và cứ nghĩ tới sám hối xong, tụng một thời kinh xong là nhẹ nhõm tâm hồn rồi, là bớt đi tội lỗi rồi, là về. Thậm chí tụng xong là chạy về luôn, không cần nghe pháp. Tại nghĩ sao? Tại vì tụng kinh là hết tội, là tăng phước. Và từ ngày này sang ngày khác kinh vẫn có tụng, nhưng một tháng tụng hai lần. Chùa cũng có đi, nhưng một năm đi cũng chỉ có vài lần. Pháp thì cũng không nghe, kinh điển không có nghiên cứu, không có thâm nhập, không có thực hành. Thì đi tu, đi chùa có nhiều năm đi chăng nữa thì lúc đó cũng chỉ xem là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, vụng tu. Mà vụng tu tức là không khéo tu, thì chúng ta có chuyển hóa được thân tâm chúng ta về nơi thánh thiện không, quý Phật tử? Dạ không. Mà thân làm điều ác, miệng nói điều ác, ý nghĩ điều ác thì chắc chắn rồi chúng ta cũng sẽ chịu nhiều đau khổ. Nên từ đây về sau đừng có nói chùa này không linh, Phật kia không hiển linh đâu. Mà do ai? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Phật thì thương yêu tất cả chúng sinh, Phật thì gia hộ từ bi tất cả chúng sinh. Nhưng mà sao ạ? Đức Phật có tu hộ cho chúng ta được không, quý Phật tử? Dạ không. Vì cớ làm sao? Bởi vì ai ăn thì nấy no, ai tu thì nấy chứng. Ở gia đình con em của chúng ta bị bệnh, chúng ta thương con của mình, thương em của mình bằng cách như thế nào? Mua thuốc, nấu cho một cái nồi cháo nóng, đúng không ạ? À, để ăn, để hạ nhiệt. Rồi đắp cho một cái khăn để hạ hỏa, để hạ nhiệt. Nhưng mà nấu xong cái nồi cháo rồi, mình có ăn dùm con mình được không? Rồi mình nấu xong cái liều thuốc rồi, mình có uống dùm con mình được không? Dạ không. Cũng vậy, Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh, từ bi gia hộ cho tất cả chúng sinh. Đức Phật thấy được chúng sinh có những nỗi khổ niềm đau, và Đức Phật cũng thấy rõ luôn những nguyên nhân có cái nỗi khổ niềm đau đó. Đức Phật cũng chỉ rõ cái phương pháp để như thế nào để hóa giải những nỗi khổ niềm đau đó. Tuy nhiên, đi hay không là do ai, quý Phật tử? Do mình. Có chịu uống thuốc để chữa bệnh tâm không là do ai? Cũng do mình. Toa cũng đã ghê,
bệnh á, cũng đã chẩn đoán rồi, cho đúng toa, cho đúng thuốc rồi, mà mình đem cái toa kia về mình không mua thuốc, hoặc là có mua thuốc về rồi mà không chịu uống đúng liều, thì chúng ta có lành bệnh được không quý Phật tử? Cũng không thể lành bệnh được. Nên dù đời hay là đạo, dù xuất gia hay tại gia, dù là đệ tử Phật hay là không đệ tử Phật, mà nếu chúng ta không có chánh pháp, không có chân lý để nương vào tu tập, thì dù đời hay là đạo, dù theo Phật hay không theo Phật, thì vẫn đau khổ như thường. Người tại gia trong đoạn kinh này khổ tại vì không được tự do. Không được tự do đây là gì quý Phật tử? Nếu chúng ta nói theo ngôn ngữ của hiện đại, đó là không được tự do về tài chính của mình. Làm ăn, làm giàu, dành dụng, gây dựng tài sản, phát triển sự nghiệp là một mục tiêu then chốt của mọi người ở cuộc đời này. Tuy nhiên, vấn đề kiếm tiền và giữ tiền, thiết lập được một đời sống sung túc về vật chất, khá giả về vật chất, thì xin thưa đây vốn là một điều không hề dễ dàng chút nào. Đặc biệt sau khi đại dịch Covid chấm dứt, thì hậu Covid đúng không ạ? Sức khỏe của những người nào đã từng bị Covid bị ảnh hưởng. Rồi cái gì bị ảnh hưởng nữa quý Phật tử? Kinh tế bị ảnh hưởng. Chúng ta đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam, không chỉ ở châu Á, mà toàn thế giới, rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang bị suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế. Từ đây đến cuối năm, xin thưa quý Phật tử, kinh tế còn khó khăn lắm. Đến đầu năm sau vẫn còn khó khăn, hỏa bay đến quý thứ tư, cuối năm sau thì kinh tế từ từ nó mới phục hồi dần lại. Nên hơn bao giờ hết, chúng ta thấy vấn đề kiếm tiền, giữ tiền, thiết lập được một đời sống vật chất sung túc và đầy đủ là một điều không hề dễ dàng. Làm ăn kiếm tiền thì như thế nào quý Phật tử? Không dễ thuận lợi đâu. Thu nhập thì không dễ để ổn định đâu. Và đời sống thì như thế nào? Không cải thiện. Nếu làm ăn không thuận lợi, thu nhập không ổn định, đời sống vật chất không được cải thiện, mặc dù chúng ta đã nỗ lực rất là nhiều rồi, thì lúc đó mình cảm thấy khổ không ạ? Khổ. Cảm thấy ưu tư không? Có. Cảm thấy sầu não không ạ? Có. Lười biếng thì đã đành, còn đây không, mình rất siêng năng. Việc gì cần làm là mình làm, rất là chăm chỉ luôn, học hỏi rất là nhiều. Nhưng cứ làm sao vẫn cố gắng rất là nhiều, nhưng mà thu nhập thì có hạn. Làm ăn thì lúc được lúc mất. Đời sống thì không ổn định, cũng không cải thiện được tài chính, được thu nhập. Mà kẹt một cái bây giờ lỡ có gia đình rồi, có vợ, có chồng và có hai đứa con rồi, và chỉ cần khoảng vài ngày nữa thôi là như thế nào? Đã vào năm học mới rồi, đóng đủ các loại quỹ, đúng không ạ? Và có một quý Phật tử gửi vào trong nhóm cho các thành thấy đó, có một cái list hình như là gần 10 mục, đầu năm là đóng gần 2 triệu rồi. 2 triệu đối với một người giàu không đáng là nhiều, nhưng đối với một người thu nhập ít ỏi, phải lo rất nhiều khoản, và trong gia đình có 2-3 đứa con, mà không chỉ có 2 triệu học phí, còn tiền gì? Áo, quần, giày, dép, mũ, nón, đồ gì nữa, còn sách, còn vở nữa, thì rất là căng thẳng, rất là căng thẳng. Nên chúng ta thấy một bên là gánh nặng của gia đình, gánh nặng con cái, cơm, áo, gạo, tiền, vợ, chồng, con cái, vô số thứ phải lo, mà thu nhập thì cứ lẹt đa lẹt đẹt, thậm chí nó đi xuống. Làm ăn thì lúc được lúc mất, đời sống thì càng ngày càng đi xuống về kinh tế tài chính. Mình thấy khổ không ạ? Khổ, đúng không? Nên quý Phật tử thấy Đức Phật trí tuệ không? Đức Phật nói là gì? Người đời khổ tại vì không có tự do, tức là không làm chủ được tài chính của mình, không tự do về tài chính của mình,
thì mình khổ đã đành mà con cái chúng ta cũng bị khổ lây. Đồng ý không quý Phật tử? Nói đến nguyên nhân của việc làm ăn thất bại thì có rất nhiều nguyên nhân. Thế Thành có giảng một bài là 6 nguyên nhân dẫn đến làm ăn thất bại, nghèo khổ. Quý Phật tử có thể lên nghe lại bài đó. Những nguyên nhân làm cho chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta lên YouTube hoặc là Facebook, chúng ta cũng có thể nghe lại bài đó. Nên nguyên nhân của việc làm ăn thất bại thì có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có 6 nguyên nhân căn bản. Chúng ta nghe kỹ lại bài đó nha, nghe kỹ lại bài đó. Tuy nhiên trong số rất nhiều người, trong số những người làm ăn thất bại, không ổn định được tài chính, thu nhập cũng không ổn định, đời sống không cải thiện, thì rất nhiều người trong số đó họ đổ thừa cho lý do khách quan, do bên ngoài, do người này, do không may mắn, do không gặp thời, do không gặp vận. Điều này không sai, đúng không ạ? Đó là những nguyên nhân khách quan, nó không sai. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Mà có một cái nguyên nhân chính, đó là gì quý vị tự biết không? Theo Đạo Phật thì có một yếu tố cực kỳ quan trọng âm thầm chi phối mỗi cá nhân, nó tạo thành cốt lõi của sự thành công hay là thất bại. Đó là gì quý vị tự biết không? Một chữ thôi. Gì? Là gì? Phước. Phước quyết định. Tại vì sao? Phước là một yếu tố cực kỳ quan trọng ở mỗi bên trong cá nhân. Phước nó nằm đâu? Nằm bên ngoài đâu? Phước của ai? Người đó. Đó tạo. Phước của ai? Người đó. Đó hưởng. Nên mỗi người sẽ có những lượng phước khác nhau. Nên cái phước bên trong của mỗi cá nhân, phước bên trong của mỗi người chính là nhân tố quan trọng, chính là nhân tố cốt lõi giúp cho chúng ta thuận duyên trong việc làm giàu và vững vàng giữ được cái thành quả lao động đó. Còn nếu chúng ta chỉ suốt ngày bươn chải làm giàu, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả mưu sinh nhưng không để ý đến yếu tố phước, thì chúng ta sẽ bị những tai họa sau đây. Cụ thể chúng ta sẽ bị 5 tai họa cướp mất đi tài sản đó. Thứ nhất là gì? Lửa đốt. Thứ hai, nước trôi. Thứ ba, người thân trong gia đình phá hoại. Thứ tư, giặc cướp. Thứ năm là gì? Bị vua quan tịch thu. Những điều này chúng ta thấy trong cuộc đời có không? Có. Sau một đêm bao nhiêu tài sản vật chất của mình trong một cơn hỏa hoạn, đúng không? Thiêu rụi hết, cũng may sao còn sót lại cái mạng. Còn có nhiều người như nào? Tiền bạc vật chất nó bị thiêu rụi bởi lửa mà mất luôn cả tính mạng. Hoặc là trong một đêm sạt lở, vừa rồi chúng ta thấy nhiều sạt lở không? Lâm Đồng cũng có, Kon Tum cũng có, đúng không ạ? Đang đi trên một chiếc xe sang trọng hàng tỷ đồng, trong tài khoản có vài ba tài khoản, mỗi tài khoản có vài trăm triệu chẳng hạn. Hoặc là mình đang đứng tên vài căn nhà, vài căn hộ, vài mảnh đất, nhưng đi qua cái đoạn đường đèo kia nó sạt lở một cái thì mất cả mạng, mất cả xe và tài sản cũng không đem theo được, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là chúng ta cũng cố gắng mưu sinh lập nghiệp, giữ gìn tài sản, mà lỡ trong gia đình của chúng ta có một người nghiện ngập, ăn chơi, hút chích, đặc biệt là đánh bài, đánh bạc, mà con của mình lỡ xa vào cái con đường tội lỗi, bố mẹ có bỏ mặc được không? Không thể bỏ mặc được, thương lắm. Nói gì thì nói, la thì la, trách thì trách, phạt thì phạt. Nhưng mà giang hồ nó tới nơi, nó cầm cái dao, nó không trả tiền cho nó chém con của mình thì như thế nào? Bao nhiêu tiền mình cũng phải đưa ra. Khổ không ạ? Khổ. Có phải là người thân phá không? Có. Trong thời đại ngày nay chúng ta thấy có rất nhiều những cái vụ án là gì nữa? Chúng ta đi du lịch hoặc là chúng ta đi việc gì đó, về một cái là thấy cửa đã phá rồi, tủ cũng đã phá rồi, bao nhiêu tiền dành dụm nó mất hết. Nhà mà cửa chỉ là vách,
bằng gỗ thì không nói, còn đây biệt thự cực kỳ giàu. Họ vào họ đục luôn cái két sắt, họ nảy lấy cái xà beng, họ nảy luôn cái két sắt, lấy luôn 5-6 tỷ đồng, có không ạ? Có chứ, rất nhiều. Rồi chúng ta thấy có rất nhiều đại gia mà làm ăn phi pháp, tiền họ có thiếu không? Không thiếu đâu quý Phật tử. Nhưng bây giờ bị như nào? Bị vua quan tịch thu vào đi ở, ở tù rồi. Nên nhớ một điều rằng chúng ta kiếm tiền để mưu sinh, để lập nghiệp không sai, nhưng phải đảm bảo hai điều. Điều thứ nhất là gì? Mình phải mưu sinh lập nghiệp chân chính, không hại ai cả, lợi mình và cũng lợi lợi người. Thứ hai, sau khi chúng ta có được cái đồng tiền sạch đó rồi thì chúng ta cũng phải biết sử dụng cái đồng tiền đó vào những mục đích hợp lý. Thứ nhất, chúng ta để lại một khoản phòng khi ốm đau bệnh tật thất nghiệp. Chúng ta dành một khoản để tái sản xuất đầu tư. Chúng ta dành một khoản để chăm sóc bản thân của mình, chăm sóc gia đình của mình. Chúng ta dành một khoản để làm gì? Bố thí, từ thiện, giúp đỡ và cúng dường. Thì khi chúng ta có tiền mà chia làm 4 phần như vậy, 5 phần như vậy. Thứ nhất, chúng ta làm tiền bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng chất xám, bằng trí tuệ chân chính của mình, không hại ai cả. Sau khi có tiền rồi, biết sử dụng đúng lúc, đúng nơi, đúng trường hợp. Vừa có tiền để tiếp tục đầu tư, vừa lấy cái số tiền nó chuyển sang cái phước của mình. Thì đó mới làm chủ và tự do được tài chính của mình, không còn sầu, không còn khổ nữa. Đồng ý không quý Phật tử? Nên quý Phật tử thấy muốn thành công trong đời sống này, muốn có một đời sống kinh tế và tài chính ổn định, thì nhớ nha, chúng ta phải tránh tất cả những hình thức khiến mình bị tổn phước. Ví dụ làm ăn bất chính có tổn phước không? Có, mà của thiên rồi trả địa thôi à. Chúng ta cứ làm ăn bất chính, đến một lúc nào đó đầy đủ nhân duyên rồi, vũ trụ sẽ gửi một tín hiệu, nhân quả sẽ đưa ra một cái điều cướp hết tất cả tài sản. Tại vì sao? Tại vì đồng tiền bất chính mà, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta kinh doanh buôn bán phi pháp, tiền có nhiều đó, nhưng đến một lúc nào đó chắc chắn không bao giờ có thể giữ được số tiền đó, mà thậm chí mất luôn cả tính mạng và mất luôn cả sự tự do của chúng ta, bị tù, bị tội. Cũng vậy, đừng vì ham đồng tiền, thấy lợi cho mình làm ngay mà hại người thì cũng có nên không quý Phật tử? Không nên. Nên một mặt chúng ta phải trấn mọi hình thức khiến chúng ta bị tổn phước. Mặt thứ hai là chúng ta phải như thế nào ạ? Phải trân quý, phải tự tạo ra cơ hội cho mình, tận dụng cơ hội tối đa để làm phước thì sự giàu có mới bền vững được. Và cái sự giàu có đó nó mang lại lợi ích an vui cho mình, lợi ích an vui cho tất cả mọi người, được không ạ? Đó là nỗi khổ của người tại gia. Nhưng nếu chúng ta biết cách hóa giải rồi, bây giờ hết khổ chưa? Hết rồi, đúng không ạ? Chúng ta sống trong một căn nhà không cần quá cao sang quyền quý, nhưng cái căn nhà đó có những tiếng cười, trong gia đình đó có cái sự yêu thương của vợ và chồng, có cái sự thuận thảo hiếu đạo của con của cháu đối với ông bà và cha mẹ, thì cái gia đình đó có hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc. Mình ăn cơm không cần sơn hào hải vị, chỉ cần những món vừa đủ chất dinh dưỡng thôi, vừa hợp túi tiền thôi, nhưng trong cái bữa cơm đó tràn ngập tiếng cười và sự yêu thương, mình có hạnh phúc không ạ? Có. Còn nếu chúng ta sống trong một căn lâu đài biệt phủ, nhưng mà cái số tiền mình xây cái căn lâu đài biệt phủ đó là bất chính, tối ngủ có ngon không? Ngon không? Không. Sợ sao? Thứ nhất là gì? Sợ đến một lúc nào đó họ phát hiện ra thì mình đi tù, tài sản bị tịch thu. Hoặc là sống trong một ngôi nhà cao sang quyền quý quá, nhiều tiền quá, sợ gì? Sợ trộm, đúng không? Còn nhà mình nghèo quá, nhiều lúc hỏng sợ gì? Tại sao? Nhà không thì mặc kệ gió lung lay, gió nó thổi vào căn nhà, căn nhà có cái gì mới sợ nó bay. Còn gió nó thổi vào trong một căn nhà không có gì hết thì có sợ gì bay không? Không, đúng không ạ? Nhưng có nhiều người hỏi thầy ơi,
tại sao bên chánh điện của chùa Pháp Bảo thầy không có làm cửa? Và có hai lý do: làm cửa thì ăn cướp nó cũng cậy được cửa. Thứ hai nữa là gì? Chùa nghèo, nó vào nó cậy vài bữa, nó thức hôm, nó canh, nó chừng 2-3 giờ sáng nó mò mò vào, nó sợ chó cắn, nó sợ người bắt, nó né cái này, nó né cái kia, nó vào nó nảy ra cái 200 ngàn, mất giấc ngủ. Nó mất giấc ngủ mấy ngày thôi là như thế nào? Nó hết ăn trộm, hết ăn cắp liền, đúng không? Nên người giàu hạnh phúc đó, nhưng vẫn có những nỗi khổ của người giàu. Tuy nhiên nếu cái giàu đó là làm ăn chân chính thì không có gì là khổ cả. Mà lấy cái số tiền đó để như thế nào ạ? Để biến thành phước, chuyển thành công đức, giúp ích cho mọi người. Thì dù giàu hay là cơ sở vật chất chưa được đầy đủ, nhưng chúng ta sống trong đạo lý thì thiểu dục tri túc, biết đủ là đã hạnh phúc rồi. Đồng ý không ạ? Đó là nỗi khổ của người tại gia. Ngày mai chúng ta sẽ nghe hạnh phúc của người tại gia là gì nhé. Hôm nay nếm mùi khổ trước nha. Còn bây giờ chúng ta đến với phần số 2. Vậy người xuất gia có khổ không? Người xuất gia có khổ không? Ai nói người xuất gia khổ đâu, giơ tay. Xuất gia chưa mà biết về trời. Đang hỏi mấy chú thôi nè. Trời, giơ tay luôn hả? Mô Phật. Cái này là bị gì ta? Bị trong nhà nói ra rồi. Ngày hôm qua có hỏi Nghiêm Thành rằng trải nghiệm đời sống xuất gia như thế nào. Nó con vào đây con thấy quý thầy cô rất là khổ. Nhưng mà khi tham gia rồi, những cái hoạt động, những cái sự kiện, những thời khóa tu tập rồi, thì con lại quên đi cái khổ đó. Thực chất đó không gọi là khổ mà gọi là cực thôi. Cực, đúng không ạ? Cực nhọc chứ không có cực khổ. Mà khi mình tu đúng rồi, có cực nhưng gì? Cực gì? Cực gì? Cực lạc. Cực thì cực. Ví dụ tổ chức khóa tu này, sắp xếp mọi thứ tất tần tật, từ trang trí này, hoa này, trái cây này, đúng không ạ? Chúng ta lo xây dựng xong giảng đường này, chúng ta mua từng cái ghế, xếp từng cái ghế. Quý thầy cô và quý Phật tử trong nhà bếp là thức dậy từ 4 giờ sáng nấu 20-30 món buffet. Quý thầy cô lên đây tụng kinh, rồi quý thầy về soạn bài chúng ta giảng, cực không? Rất là cực, mà không phải chỉ tổ chức một ngày, 7 ngày thì càng cực. Nhưng mà cực gì thì cực, thấy quý Phật tử về chùa tu tập, có được cái nụ cười trong chánh pháp, có được cái niềm vui trong mùa Vu Lan này, thậm chí có rơi những giọt nước mắt của sự hiếu đạo, thì bao nhiêu cái sự cực khổ đó không là gì cả. Tại vì sao? Cực nhưng lạc, đúng không ạ? Tuy nhiên nói gì thì nói, mình là người xuất gia nhưng mà tu không khéo, gọi là vụng tu đó, vẫn khổ như thường. Người đời á, do không có tự do mới khổ, còn người tu do quá tự do mới bị khổ. Vậy tự do của người tu là tự do cái gì? Mà càng tự do càng khổ. Chúng ta sẽ cùng phân tích. Tự do đây là gì? Tự do phóng túng, buông lung theo các nghiệp xấu của mình. Ví dụ các chú ở đây, đặc biệt là các chú nhỏ, thì sư phụ đã dạng rồi, mặc dù chỉ xuất gia gieo duyên có 7 ngày và 10 ngày, nhưng trong vòng 7 ngày và 10 ngày đó phải tận dụng thời gian ít ỏi đó để tu, để chuyển hóa những cái nghiệp xấu của mình. Tuy nhiên có một số chú vẫn nỗ lực, vẫn cố gắng, nhưng vẫn có một số chú như nào? Chứng nào tật nấy, bê nguyên cái bản ngã, cái sân si, bê nguyên những cái tập khí ngoài đời vào chùa, nói cũng không nghe, nhắc cũng không nghe, đúng không ạ? Nên nhớ một điều rằng tu dù xuất gia cả đời hay chỉ xuất gia gieo duyên, thì ngày nào, giờ nào, giây nào, phút nào chúng ta mang hình thức là đầu tròn áo vuông bên ngoài, thì cũng phải xứng đáng bên trong là một người xuất gia. Phải nhận diện được những cái nghiệp xấu của chúng ta, không được phóng túng buông lung theo những cái nghiệp xấu ác đó, mà mình phải như thế nào? Phải nhận diện và đình chỉ chuyển hóa những nghiệp xấu và ác đó, thì mới xứng đáng cái sự cung kính của đàn na, của tín thí. Vừa rồi có cúng dường trai tăng, thì cái thầy nói quý Phật tử là không có cúng dường cho các chú, tại vì các chú chỉ là xuất gia gieo duyên thôi. Nhưng mà quý Phật tử cũng có lòng tín tâm,
Tại vì nhìn các chú đúng ạ, cũng là một tăng tướng à, nên cũng cúng dường. Cúng dường xong thì các chú mới đem tiền gửi lại cái tần, nó con cúng dường cho sư phụ để làm cái này làm cái kia. Thì cái tần nói tiền nó không quá quan trọng, tụi con nhớ trả lại số tiền này là một vấn đề, sư phụ sẽ sử dụng số tiền này để làm những điều tốt đẹp. Nhưng ngoài cái số tiền Phật tử cúng cho các con là 1 triệu hay 500 nghìn, thì kèm với cái đồng tiền đó là cái gì? Sự cung kính, sự kỳ vọng, đúng không ạ? Mà cái sự cung kính và kỳ vọng đó không bao nhiêu tiền có thể tính, có thể kể được. Các con đừng nghĩ là tu đây có 7 ngày không có nhiều, không có đâu. Ba của mình kìa, mẹ của mình kìa, ông bà của mình nè, mấy người ngồi dưới này đều là anh là chị, là cha là mẹ, là ông là bà của mình. Ngồi dưới, mình ngồi trên, ăn trên, ngồi trước. Các cư sĩ 4 giờ dậy đã phải nấu cơm, nấu nước cho các con ăn rồi. Đến lúc ăn phải ngồi trong nhà bếp nóng để ăn. Các con được ngồi vào một cái khách đường ăn thật là mát mẻ, có mấy quạt, có đèn, ngồi bưng tận nơi. Chỉ có 7 ngày, nhưng đừng nghĩ là ít, không có đâu. Nên mình về đây rồi, mình phải xác định mục tiêu rằng dù tu có xuất gia gieo duyên hay tu trọn đời, nhưng tâm của chúng ta phải đời đời kiếp kiếp phải là một người xuất gia trọn vẹn như vậy. Từng ngày trôi qua, tu cả đời là một chuyện cá. Còn 7 ngày đây là thời gian vô cùng quý giá. Để làm gì? Để chúng ta tích lũy công đức. Mình nói mình vào đây tu trong mùa Vu Lan, mình hồi hướng cho cha cho mẹ hiện tiền, hồi hướng cho cha cho mẹ quá vãng, hồi hướng cho cha cho mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng chưa chắc. Vì sao? Tại vì cái sự tu tập của mình, cái sự chuyển hóa của mình ít quá, kém quá. Sau khóa tu mình tổn phước, lấy phước đâu mà hồi hướng cho ông bà cho cha mẹ của mình được. Hết sức phải lưu ý vấn đề này. Quý Phật tử có đồng ý không ạ? Nên nhớ khi xuất gia rồi, cái hạnh phúc của người xuất gia. Chiều nay cái thành có cho các chú viết vì sao phải xuất gia và trải nghiệm xuất gia gieo duyên trong mấy ngày vừa qua như thế nào. Thì có một số chú viết rằng hạnh phúc khi được khép mình vào trong thân quy giới luật, đó là hạnh phúc của người tu đấy, an lạc của người tu đấy. Còn chúng ta cứ phóng túng theo cái ác nghiệp của mình, buông lung theo những nghiệp xấu của mình. Có thể trước đó mình như vậy, nhưng sư phụ đã nhắc các con sau cái buổi lễ xuất gia, được sự chứng minh của Tam Bảo, chư Tôn Đức Tăng Ni, sự kỳ vọng của quý Phật tử, thì ngay đêm đó các con phải là một con người khác. Không thể ngay lập tức chúng ta thành Phật được, không thể ngay lập tức chúng ta chứng đạo quả được, nhưng ngay lúc đó mình phải thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hôm nay là ngày thứ mấy của khóa tu rồi các chú? Ngày thứ mấy? Ngày thứ 6 của khóa tu. Thì từ cái ngày chưa cạo đầu, chưa xuất gia, đến hôm nay là ngày thứ 6 của khóa tu, mình phải là phiên bản tốt hơn của mình rồi, chứ không kéo càng tu càng lì. Có không? Có. Ban đầu do còn bỡ ngỡ, cái gì cũng vâng lời cả, tu riết được quen rồi lờn mặt. Có không? Có. Thậm chí quý Phật tử cũng vậy. Ban đầu mới vào chùa nó khác nha, tu riết rồi như thế nào kêu Phật bằng anh. Có không? Có. Nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật ngoài hiền, tam niên Phật thăng thiền. Tức là năm đầu tu là Phật ở chánh điện cùng kính chắp tay, tu một thời gian đưa Phật ra ngoài hiền, tu một thời gian nói thôi Phật ơi Phật thăng thiền dùm con. Nên chúng ta phải giữ được cái sơ tâm xuất gia của mình. Chúng ta phải được giữ được cái sơ tâm khi mới vào đạo của mình. Cái sơ tâm nó cực kỳ quý, đồng ý không ạ? Đồng ý nha. Người mới xuất gia tu đạo thì trước hết chúng ta cần phải nương theo những giới luật, chúng ta cần phải nương theo những khuôn phép oai nghi, tế hạnh và thân quy. Để như thế nào? Để hoàn thiện nhân cách đạo đức của mình. Nên các chú nhớ là sau khi xuất gia, sáng 2 tiếng đồng hồ, chiều 2 tiếng đồng hồ, sư phụ dạy gì cho các chú? Dạy về gì? Oai nghi, đúng không ạ? Của người xuất gia. Ngay trong cái đêm xuất gia, các chú thọ bao nhiêu giới?
10 giới, đúng không? Trước đó có 5 giới thôi. Vừa xuất gia, vừa cạo đi mái tóc, vừa làm lễ xuất gia, thì trong buổi lễ xuất gia đó thọ thêm 5 giới nữa, 10 giới. Sáng hôm sau, chiều hôm sau, từ sáng cho đến chiều thì đã học 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Về oai nghi của người tu sĩ. Vì sao? Tại vì đang đời mà bước vào đạo thì mình phải nương theo một cái khuôn phép. Cái khuôn phép đó là gì? Đó là giới luật. Cái khuôn phép đó là gì? Là oai nghi, là tế hạnh. Cái khuôn phép đó là gì? Đó là giáo pháp. Để làm gì? Để hoàn thiện cả nhân cách bên trong lẫn oai nghi, tế hạnh bên ngoài. Thì như vậy chúng ta mới đền đáp được công ơn của đàn na, của tính thí, cúng dường, tịnh tài, tịnh vật và bằng sự cung kính của mình. Đồng ý không ạ? Quý Phật tử lưu ý rằng, dù chúng ta có tu tập theo bất cứ pháp môn nào, thiền, tịnh, mật, nam tông hay là bắc tông, dù pháp môn nào thì tùy vào căn cơ, vào nhân duyên của mỗi người. Tuy nhiên, dù có pháp môn nào đi chăng nữa thì cũng không ngoài việc thành tựu tam vô lậu học, gồm gì? Giới, định và tuệ. Cũng vậy, tu pháp môn gì thì pháp môn, nhưng không thể đi ra khỏi hoặc là thiếu được bóng dáng của bát chánh đạo, gồm gì ạ? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nếu tu theo tông phái nào, theo pháp môn nào mà không có tam vô lậu học, giới, định, tuệ, không có đầy đủ con đường bát chánh đạo, coi chừng lầm đường và lạc lối. Và chắc chắn rồi, tu mà sai đường mà lạc lối thì hạnh phúc an đạt ở đâu không thấy, mà toàn là khổ đau, là phiền não mà thôi. Cũng vậy, nếu sống và tu mà buông lung phóng dật theo những cái ác tâm của mình, trong đó có 3 cái tâm ác căn bản, đó là tham lam, sân hận và si mê. Chúng ta phóng túng theo nó, chúng ta buông lung theo nó, chúng ta phóng dật theo tham, theo sân, theo si, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị tham, sân, si chi phối. Và chỗ nào có tham, sân, si dấy khởi và chi phối thì ở đó có khổ đau và phiền não cho mình, cho mọi người. Đồng ý không ạ? Vậy làm cách nào để sống và tu không bị buông lung, không bị phóng dật, không tạo ra ác nghiệp? Làm cách nào? Làm cách nào để sống không bị buông lung phóng dật, không tạo ra ác nghiệp? Làm cách nào? Chúng ta có thể nghe nhạc từ tiếng này sang tiếng khác, ngày này sang ngày khác, mà học pháp thì như thế nào? Như thế nào? Bắt đầu đặt vấn đề. Nửa tiếng là đủ rồi, 15 phút đủ rồi, đúng không ạ? Buông lung không? Có. Mình đi chơi từ ngày này sang ngày khác được, lễ Phật có 15 phút đủ rồi. Tâm chúng ta bấn loạn từ giờ này sang giờ khác, nhờ ngồi thiền 10 phút đủ rồi. Đủ chưa? Chưa. Vậy bây giờ làm cách nào để không bị buông lung phóng dật, không tạo ra ác nghiệp? Xin thưa, có những cách sau đây, quý Phật tử nhớ nằm lòng nhé. Nhớ khắc lên trong đầu của mình, trong trí nhớ của mình nha, để tu tập. Để không bị buông lung phóng dật, không tạo ra ác nghiệp, thì người học đạo cần phát huy chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm nghĩa là gì? Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Tại vì quá khứ thì đã qua rồi, tương lai thì lại chưa đến. Nên chánh niệm là không bỏ quên thực tại, sống trọn vẹn thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Sở dĩ chúng ta phiền não tại vì chúng ta hay nhớ nghĩ về những điều quá khứ đã qua đi.
Sở dĩ chúng ta phiền não tại vì chúng ta lo lắng về những điều tương lai chưa xảy đến. Nuối tiếc là gì? Nuối tiếc là đem những điều gian dở trong quá khứ về làm đau bản thân trong hiện tại thêm một lần nữa. Lo lắng là gì? Lo lắng là đem những điều chưa xảy đến trong tương lai về hù dọa bản thân chúng ta trong hiện tại. Nên khi chúng ta truy tìm về quá khứ hay hướng vọng về tương lai, chính lúc đó chúng ta đánh mất đi giây phút nhiệm màu hiện tại. Không ngờ chính cái giây phút hiện tại này kiến tạo nên một tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Nên để không sống buông lung phóng dật, không tạo ra ác nghiệp, thì chúng ta cần phải phát huy, cần phải thiết lập được chánh niệm tỉnh giác, tức là không bỏ quên giây phút thực tại, sống trọn vẹn an trú thân và tâm bây giờ và ở đây. Đồng ý không ạ? Điều thứ hai giúp chúng ta sống không bị buông lung phóng dật, không tạo ra ác nghiệp, đó là gì ạ? Chúng ta phải làm chủ được các giác quan của mình. Giác quan gồm gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là lục căn của mình. Lục căn thì thường thường hay tiếp xúc với lục trần, gồm gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Sắc có lỗi không? Không. Mùi vị có lỗi không? Hương thơm có lỗi không? Mềm cứng xúc chạm có lỗi không? Không. Các pháp có lỗi không? Mà lỗi có phải nằm ở mắt không? Không. Nằm ở mũi không? Nằm ở lưỡi không? Nằm ở tai không? Nằm ở thân xúc chạm? Nằm ở ý không? Cũng không. Mà lỗi ở đâu quý vị tự biết không? Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, chúng ta bị đắm nhiễm theo nó, chúng ta bị phóng dật theo nó, chúng ta bị tham sân si kích động để làm gì? Đắm nhiệm hoặc là bức xúc với những điều đó thì lúc đó mới là lỗi. Còn khi chúng ta làm chủ được sáu giác quan, mắt phải nhìn chứ, và đặc biệt nhìn càng phải rõ, nhưng nhìn rõ chứ không được đắm nhiệm vào đó. Đẹp mình biết đẹp không? Biết. Xấu mình biết xấu không? Biết. Nhưng khi thấy đẹp rồi không có ý chiếm hữu nó, khi đẹp rồi không có ý đắm nhiệm nó. Đẹp đâu có sai, và mình nhìn thấy cái đẹp đó đâu có sai. Nhưng khi nhìn thấy cái đẹp rồi sinh ra tâm ái nhiễm, tâm chấp thụ thì nó mới sai. Cũng vậy, mình có cần ăn không quý Phật tử? Có chứ. Ăn ngon biết ăn ngon không? Biết. Nhưng khi ăn ngon rồi muốn ăn nữa, ăn quá no, hoặc là ngày mai không được ăn ngon như vậy, mình cảm thấy khó chịu và bức xúc thì lúc đó mới là lỗi. Sấm sét có lỗi không? Không, nó thích thì nó đánh rồi. Nhưng tại sao mình sợ? Sợ chết, đúng không? Ngồi ở đây bao nhiêu điều không chú ý, xét xếp một cái như nào là la lên bịt tai rồi, tại sợ chết. Nhưng mà vấn đề mình nghe xét, cái lỗ tai mình nghe tiếng sấm xét, ánh mắt chúng ta nhìn thấy tia chớp của xét, có lỗi không? Không. Ông trời đánh xét như vậy có lỗi không? Không. Nhưng mà mình hoảng loạn, mình lo sợ, đúng không ạ? Mới có lỗi. Xin thưa này, cái thành bạch mí cho quý Phật tử nghe một điều nè. Khi mình còn thấy tiếng sét đánh là biết mình còn sống, yên tâm. Tại sao biết không? Tại vì tốc độ ánh sáng nó nhanh hơn tốc độ của âm thanh. Nên khi mà nghe sét cái bùm một cái mà mình còn nghe cái bùm là biết mình còn sống. Còn khi mà chúng ta không nghe tiếng sét mà chỉ thấy ánh sáng là biết rồi đó. Đi đâu về đâu biết rồi đó. Nên chúng ta nhớ, thường thường mình sợ là khi nghe tiếng bùm mình mới sợ, đúng không? Nhưng khi nghe tiếng bùm là biết mình vẫn còn sống. Nên từ đây về sau đừng có sợ về cái đó, được không? Được nha. Nên chúng ta thấy đó, sáu căn không có sai, sáu trần không có sai. Chỉ sai là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mình không làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để đắm nhiễm theo sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, bị tham sân si nó dấy khởi, nó chi phối để đắm nhiệm, để chấp thụ thì mới xài. Nên nhớ, để không bị phóng túng, để không tạo ra các ác nghiệp,
thì điều thứ hai đó là phải làm chủ được các giác quan của mình, y như trong bài kinh sám hối sáu căn, đúng không ạ? Điều thứ ba, để không bị phóng túng buông lung, không tạo ra ác nghiệp, thì người học đạo cần làm gì? Làm chủ được tâm của mình. Vì sao? Tâm dẫn đầu tạo tác, tâm dẫn đầu các pháp. Xin hỏi quý Phật tử này, cái thằng đang nói xuất phát từ đâu? Từ tâm. Quý Phật tử đang ngồi chăm chú nghe xuất phát từ đâu? Từ tâm. Một số bạn viết kia đang lắc la lắc lư định nói chuyện, hoặc là tìm ra một câu chuyện phù phiếm nào đó để nói với bạn bên cạnh, xuất phát từ đâu? Từ tâm. Hôm nay chúng ta tới chùa tụng kinh lễ Phật nghe pháp xuất phát từ đâu? Từ tâm của mình. Mình tức ai mình chửi xuất phát từ đâu? Từ tâm. Mình bực ai đó mình muốn đánh người khác và mình đánh người khác xuất phát từ đâu? Từ tâm. Mình tham ăn xuất phát từ đâu? Tham uống xuất phát từ đâu? Tham ngủ xuất phát từ đâu? Tham tiền xuất phát từ đâu? Tham sắc xuất phát từ đâu? Tất cả đều do tâm. Nên khi chúng ta đã kiểm soát được tâm của mình, làm chủ được tâm của mình rồi, thì chắc chắn không bao giờ bị buông lung, phóng dật và tạo ra ác nghiệp. Được không quý Phật tử? Được không ạ? Nên quý Phật tử nhớ rằng cảnh trần thì không có lỗi. Mà lỗi nằm ở đâu? Lỗi ngay nơi cái sự buông lung trong tâm, trong ý của mình. Lỗi ở đâu? Lỗi ngay ở sự buông lung phóng dật của người tu. Khi lực tu còn non yếu, cái sự ràng buộc và che chắn của giới luật rất là cần thiết. Ví dụ lúc mà mình còn nhỏ, trong gia đình mà có em nhỏ vậy đó, chưa đi vững bằng đôi chân của mình, chưa ý thức được các nguy hiểm xung quanh. Đặc biệt gia đình nào mà có nhà lầu á, ở dưới là buôn bán, sinh hoạt, tầng 2 hoặc tầng 3 có con nít, đúng không ạ? Thì ngay cái bậc cầu thang mình làm cái gì quý Phật tử? Mình làm cái gì? À, làm cái ngăn lại, đúng không? Vậy làm sao? Tại vì nhỏ quá, con cháu mình nhỏ quá, chưa ý thức được, chưa vững vàng được, chưa biết được những mối nguy hiểm. Tới ngay cái cầu thang đó mà nghe tiếng bố, tiếng mẹ, tiếng ông, tiếng bà, tiếng anh, tiếng chị bên dưới thì như thế nào? Nó lao xuống liền, nó bò xuống liền. Mà bò xuống thì bị té, đúng không? Có thể gãy tay, gãy chân, chấn thương hoặc là tử vong. Thì bố mẹ ông bà làm cái gì quý Phật tử? À, phải ngăn cái đó lại để làm gì? Để che chở con của mình không rơi xuống cầu thang. Cũng vậy thôi, cả thầy cả trò chúng ta ngồi ở đây, dù xuất gia hay tại gia, thì chùa pháp bảo của chúng ta chỉ trừ sư ông thôi, còn lại cả thầy cả trò của chúng ta đều là những người tu còn khá non yếu, khá non trẻ. Nên khi chúng ta được giới pháp, được giới luật, được giới pháp, được oai nghi, được tế hạnh bảo bọc và che chở, có cần thiết không ạ? Vô cùng cần thiết. Tại vì nếu chúng ta không có oai nghi, không có tế hạnh, không có giới luật, không có chánh pháp che chở, thì rất dễ chúng ta như thế nào? Nhắm mắt xuôi chân để làm gì? Làm liều, làm điều ác. Lúc đó mình phải khổ đau thôi. Nên người học đạo mà ưa thích tự do, ưa thích cái sự phóng túng, sống và tu trong cái sự phóng túng và buông lung, thì chắc chắn rồi sẽ rơi vào khổ đau, phiền não. Đồng ý không quý Phật tử? Nên hôm nay chúng ta nắm bắt được hai điều: người đời mà không có tự do đau khổ, không có tự do trong tài chính đấy là đau khổ, mà người tu quá tự do thì càng đau khổ. Quá tự do đây là gì? Sống tự do, buông lung, không có giới luật. Nắm được hai điều này rồi thì đây cũng là một cái mấu chốt, đúng không ạ? Đây cũng là một cái nút thắt, chúng ta mở được nút thắt đó, để dù đời hay là đạo, chúng ta đều sống trong an nhiên của chánh pháp. Và cụ thể ngày mai chúng ta sẽ học, hôm nay mình học là nỗi khổ của người tu xuất gia và nỗi khổ của người đời tại gia. Ngày mai chúng ta sau giờ tụng kinh, thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục học phần 2. Vậy người tu và người đời có điều gì hạnh phúc và an lạc không? Và điều đó là như thế nào? Và muốn có được điều đó thì chúng ta cần tu ra sao?
Hẹn gặp lại quý Phật tử vào tối mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.